Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên là Trần Ngọc Minh Anh, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng. Với tiết học hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em môn tiếng Việt, bài Làm việc thật là vui. Để mở đầu bài học, cô trò mình sẽ cùng tham gia một trò chơi nho nhỏ. Trò chơi mang tên Quả trứng kỳ diệu. Luật chơi như sau, cô sẽ bấm vào từng quả trứng. Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành, các em sẽ khám phá được một điều bí mật bên trong những quả trứng này. Bạn nào làm không kịp, các em có thể bấm dừng video của cô và tiếp tục thực hiện. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô trò mình cùng bắt đầu trò chơi nào. Để xem với quả trứng đầu tiên, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là gì nhé? À, đó chính là đọc lại bài Làm việc thật là vui. Các em hãy bấm dừng video của cô để đọc bài nhé. Các em đã đọc bài xong chưa? Hãy cùng cô khám phá điều bí mật đầu tiên. Chúng ta có một bạn vịt thiệt là dễ thương phải không các em? Vậy thì với quả trứng thứ hai, để xem điều gì đang chờ đón chúng ta nào. Cô đố các em, trong bài đọc Làm việc thật là vui thì bé làm gì? Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Cùng dò lại với đáp án của cô nhé. Trong bài đọc Làm việc thật là vui, bé làm bài, bé đi học, học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Vậy hãy xem điều gì đang chờ đón chúng ta ở quả trứng này. Đó chính là một bạn rùa. Và bây giờ, cô mời các em cùng đến với quả trứng cuối cùng nhé. Các em hãy đọc lại tên chữ cái trong bảng chữ cái từ số thứ tự 20. Bạn nào đã đọc xong thì cùng cô khám phá điều bí mật bên trong quả trứng cuối cùng nhé. Chúng ta có thêm một bạn gà với bộ lông màu vàng rất đẹp. Vậy là trò chơi đã kết thúc rồi. Các em đã tham gia rất tốt trò chơi. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng khám phá bài học ngày hôm nay. Cô mời các em cùng đọc với cô yêu cầu bài tập 3. Tìm từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. A. Bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân. B. Chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát. Với câu A, chúng ta sẽ có hai nhóm từ chỉ người và nhóm từ chỉ hành động. Còn với câu B, có hai nhóm từ chỉ đặc điểm, phẩm chất và nhóm từ chỉ bộ môn, sở thích. Các em hãy sắp xếp các từ vào nhóm thích hợp để tìm ra được từ không cùng nhóm với các từ còn lại. Các em hãy suy nghĩ để tìm câu trả lời, cũng có thể thảo luận cùng bố mẹ hoặc người thân của mình các em nhé. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng dò đáp án của mình với đáp án của cô nhé. Câu A, chúng ta có các từ bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân. Với các từ này thì bạn học, bạn bè, bạn thân là những từ chỉ người.
Chỉ riêng từ kết bạn là từ dùng để chỉ hành động. Cô khen các bạn nào đã tìm ra được từ kết bạn. Ở câu B, từ tốt bụng là từ dùng để chỉ đặc điểm, phẩm chất. Còn các từ chạy bộ, bơi lội, múa hát là những từ dùng để chỉ một bộ môn hoặc sở thích. Vậy chúng ta có đáp án của câu B là từ tốt bụng. Các em có đáp án giống của cô không? Cô nghĩ với nhiệm vụ này sẽ không làm khó được các bạn nhỏ thông minh của cô, phải không nào? Bây giờ các em hãy cùng cô giải nghĩa hai từ vừa tìm được để hiểu hơn về nó nhé. Từ đầu tiên, đó là từ kết bạn, có nghĩa là kết giao, giao lưu giữa một nhóm bạn có cùng sở thích, cùng tính cách. Còn đối với từ tốt bụng, có nghĩa là có lòng tốt hay thương người và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vừa rồi, cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu xong bài tập 3. Hãy xem nhiệm vụ nào đang chờ đợi chúng ta ở bài tập 4. Các em hãy cùng đọc thành theo cô yêu cầu bài tập 4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. A. Chọn từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi bông hoa. Chúng ta có đoạn văn sau. An và Bích là đôi. Cuối tuần, hai bạn thường. Quanh công viên. Mùa hè, hai bạn cùng tham gia câu lạc bộ. Để thực hiện được nhiệm vụ này, đầu tiên các em hãy nhớ lại các từ ngữ ở bài tập 3. Ở bài tập 3, chúng ta có các từ ngữ bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân, chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát. Cô mời các em quan sát 3 bức tranh và tìm những từ ngữ trong bài tập 3 phù hợp với mỗi tranh. Cô có các từ ngữ ứng với mỗi tranh như sau. Với bức tranh thứ nhất, cô có từ chạy bộ. Với bức tranh thứ hai, cô có từ bơi lội. Và với bức tranh thứ ba, cô có từ bạn thân. Các em hãy suy nghĩ và điền những từ vừa tìm được phù hợp với mỗi bông hoa trong đoạn văn. Các em đã thực hiện xong chưa nào? Cùng dò đáp án của mình với đáp án của cô. An và Bích là đôi bạn thân. Cuối tuần, hai bạn thường chạy bộ quanh công viên. Mùa hè, hai bạn cùng tham gia câu lạc bộ bơi lội. Các em có đáp án giống của cô không? Cô khen những bạn đã điền từ giống như đáp án của cô. Vừa rồi, các em đã chọn từ thích hợp để áp dụng phù hợp với ngữ cảnh. Và để giúp các em có thể đọc được câu nói về một việc em thích làm trong ngày nghỉ, cô và các em sẽ cùng nhau sang bài tập 4B. Đọc 1-2 câu nói về một việc em thích làm trong ngày nghỉ. Khi đọc câu, các em cần lưu ý những điều sau. Nêu được các nội dung. Thời gian em làm công việc đó. Đó là công việc gì? Em cảm thấy thế nào sau khi làm công việc đó? Và nhớ đừng quên bảng dấu chấm của chúng ta ở cuối câu nhé. Cô mời các em quan sát câu mẫu của cô. Sáng chủ nhật, em giúp mẹ quét nhà. Em rất vui khi thấy nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát. Còn bây giờ, các em hãy suy nghĩ và đặt câu. Sau đó, nhớ chụp lại bài làm và gửi cho giáo viên chủ nhiệm của mình nhé. Bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng ta.
Cô chúc các em học bài và làm bài thật tốt. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.